Người thuê ngôi nhà gặp ma cũ. Một người đàn ông cho biết rằng ông ấy mới thuê được một căn hộ với giá rẻ ở trên thị trấn. Ông ấy có vẻ đang rất vui vẻ và phấn khởi vì có nhà mới vừa rẻ vừa gần trung tâm thành phố. Nhưng khi trời vừa mới tối thì ông ấy nghe thấy một tiếng động ở cửa khóa. ちょっとね、あの、こういう物音にもちょっと怖くなっちゃいますよ。けどね。おお、え、え、え、誰かいんの？誰かいる？ちょ、やばいやばいやばいやばいやばい。玄関のドアは閉まってる。トイレのドアも閉まってる。そして僕は一人暮らし。誰かいるの？おい、入るからな。って、まあ。まあ、いないわな。なんこれ。なんでかな。え？何これ？なんか動いてた？Một tiếng gõ cửa, rồi chiếc tay nắm cửa di chuyển, nhưng cửa bị khóa, trong đó không có gì. Ông ấy cho biết rằng ngôi nhà đó là một ngôi nhà bị ma ám, và ông ấy là một người không để tâm đến điều đó. Vào đêm ngày hôm sau, khi đang chuẩn bị đi ngủ, thì nghe thấy những tiếng sột soạt trong ngôi nhà. Ông ấy cố gắng nghe ngóng thêm một lúc nữa, rồi từ từ mở cánh cửa ra phòng khách xem. Thì mọi thứ chuyển sang một ngã rẽ ớn lạnh đến tận cốt nõi. こと言わないでよ。誰もいないよ。なんかちょっと聞こえますよ、後ろで。消えた。え？なんでこれドアが閉まっていくのこれ。なんでだよ。このドア、鍵なんてないのに。え？なんで、なんで開かないの？なんで開かない？
じゃ、警察呼んでくれ。あの、変な女が家に。あれ？なんで？電源、あ？Bạn nghĩ rằng người phụ nữ đó là ai, là cái gì mà cô ấy bùa vào trong ngôi nhà đó, rồi những ngón tay dài nhọn như thế, cô ấy cười một cách quyến rũ, rồi bỗng trở thành cao lớn và lao thẳng về phía anh ta. Tôi không biết anh ta chạy đi đâu, nhưng bạn nghĩ cô ấy có thể là gì? Đi mua nhà mà không muốn cho về. Một đôi vợ chồng đang đi đến một ngôi nhà bỏ hoang bị cho là ma ám ở một ngôi làng nhỏ xa xôi cạnh một khu rừng khét tiếng. Ngôi nhà được bán với giá rất rẻ nên cả hai vợ chồng đã quyết định đến thăm ngôi nhà đó. Nhưng câu chuyện kể rằng cách đây nhiều năm về trước có một gia đình 4 người sống trong ngôi nhà đó nhưng đã lần lượt ra đi trong ngôi nhà và các linh hồn của họ dường như vẫn còn ở trong ngôi nhà đó. Ngay khi mở cổng vào trong ngôi nhà, cả hai vợ chồng nhìn khắp xung quanh thì mọi thứ đã bắt đầu trở nên thực sự lạnh. Nè. そこ、2階の窓。Một hình bóng màu trắng đứng bên trong cửa sổ đang nhìn xuống dưới, nhưng cả hai đều phớt lờ và đi vào trong nhìn kỹ hơn trong ngôi nhà thì mọi thứ chỉ trở nên đáng lo ngại hơn. Nè nè, nhà có nhìn. Khuôn mặt nhợt nhạt của người phụ nữ nhìn qua khe cửa với cái mắt chao đảo khiến cho cô gái chỉ biết chạy nhanh cho cuộc sống. Vậy bạn nghĩ khuôn mặt của người phụ nữ lúc ẩn lúc hiện trong ngôi nhà đó và hình bóng đứng im dưới nền đất rồi biến mất có phải là linh hồn bồn chồn của những người chủ trước kia đã ra đi trong ngôi nhà đó vẫn trở về hay không? Bạn nghĩ đó là ma hay có thể là gì? Ma chui cửa sổ bếp.
một người đàn ông đã cáo buộc cho rằng anh ta đã nhìn thấy những thứ kỳ lạ xung quanh ngôi nhà, ở cửa sổ, trong phòng bếp nhà anh ta. Và một buổi tối khi anh ta vừa mới rửa bát xong thì anh ta nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa sổ bếp. Anh ta mở cửa sổ nhìn ra xem thì mọi thứ trở lên ớn lạnh đến tận cốt nõi. Anh ta nhìn khắp bên ngoài nhà thì không có gì ở đó. Anh ta đóng cửa sổ thì một khuôn mặt đen tối hiện ra trong cửa kính mờ của cửa sổ. Một khuôn mặt nhợt nhạt đen tối hiện ra rồi biến mất ngay trong nhà. Anh ta chỉ ở một mình trong ngôi nhà đó. Vậy bạn nghĩ đó là ma hay có thể là ma tìm bảo vệ trực đêm? Một người đàn ông làm bảo vệ ca đêm tại một khu trò chơi điện tử bị bỏ hoang đã cáo buộc cho rằng ở đó bị ma ám. Nhiều người trước đây cũng cho rằng hồn ma của một cô gái trẻ thường được nhìn thấy bên trong khu trò chơi bị bỏ hoang. Và một đêm, anh ta đang tuần tra sau khi nghe thấy tiếng động trong khu trò chơi điện tử bỏ hoang. Nhưng một cái gì đó xảy ra thực sự hết sức lạnh lùng. Bạn có trông thấy theo sau anh cảnh sát viên nhưng anh ta không nhìn thấy hoặc nghe thấy gì. Và khi anh ta tìm khắp xung quanh không có gì, anh ta quay đi thì một cô gái trẻ có thể được nhìn thấy đang cúi xuống ở gần anh ta. Vậy bạn nghĩ hình bóng bán trong suốt ở sau anh ta lúc ẩn lúc hiện rồi biến mất đó là ma hay có thể là gì? Bạn nghĩ rằng người phụ nữ với bàn tay dài nhọn như thế có thể là gì? Khuôn mặt đen tối hiện ra trong cửa sổ bếp nhà anh ta rồi biến mất có phải là ma? Hình bóng bán trong suốt đi theo sau anh cảnh sát viên rồi biến mất có phải là ma? Tôi rất mong nhận được những lời nhận xét của bạn ở trong phần bình luận. Hãy đăng ký, chia sẻ cùng với mọi người. Chân thành biết ơn bạn.